Cuối tháng 4, cũng như mọi năm, các nhóm cờ vàng hải ngoại đều hô hào và ra sức quảng bá cho cái gọi là Ngày Quốc Hận, tưởng niệm sự thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Để xoa dịu cảm giác hổ nhục trước thất bại của chế độ tham nhũng và phản dân chủ mà họ từng góp phần tạo nên, họ không chỉ tô vẽ và hiện tượng để ca tụng cái gọi là nhân bản tự do khai phóng, dựng tượng đài cho nhân vật chính trị đầy vết nhơ lịch sử, mà còn bôi nhọ, xuyên tạc, thổi phồng một số hạn chế, khuyết điểm xã hội hiện nay để tạo cớ, luyến tiếc quá khứ. Đáng rùng rợn nhất, họ đã phải viện đến nhiều phép thắng lợi tinh thần, bao gồm việc ôn lại những chiến thắng chống cộng không phải của họ, thậm chí là tội ác trong lịch sử nhân loại. Ngày 28 tháng 4, fanpage của Việt Tân đăng một bài viết có tựa đề "Những phong trào kháng chiến cộng sản khác ở Đông Nam Á ra sao?". Trong bài, họ đã ca ngợi những chiến dịch làm sạch hàng triệu đảng viên cộng sản mà thực chất là những vụ đàn áp đối lập và người dân vô tội. Không ít người trong số đó không hề liên quan đến phong trào cộng sản. Vì sao lại không thể kể ra được? Vì những biện pháp chống cộng vừa nêu xứng đáng được xem là tội ác chống lại loài người. Làm sạch trên 1 triệu đảng viên và cảm tình viên cộng sản là những vụ thanh trừng chính trị tại Indonesia trong 2 năm 1965-1966. Chính quyền quân sự ở Indonesia đã đổ lỗi cho Đảng Cộng sản về một vụ đảo chính quân sự và họ đã thanh trừng từ 0,5 triệu đến 5 triệu người được cho là có liên hệ với Cộng sản mà không cần điều tra hay xét xử và giam giữ hơn 1 triệu người nữa. Ngày 14 tháng 12 năm 1948, quân đội Hàn Quốc tấn công một ngôi làng, bắt giữ 30.000 nam nữ thanh thiếu niên, hiếp dâm tập thể các nữ thanh thiếu niên trong 2 tuần lễ và hành quyết tất cả những người bị bắt. 40.000 người khác phải chạy sang Nhật Bản. Ngoài ra, cũng phải kể đến vụ chính quyền Hàn Quốc ra lệnh tử hình toàn bộ khoảng 10.000 tù nhân chính trị và ném xác vào các hố chôn tập thể vào ngày 28 tháng 6 năm 1950. Dù số này bao gồm nhiều người không ủng hộ chính quyền đương nhiệm và không có liên hệ với Đảng Cộng sản. Đó chỉ là vài vụ việc trong một chuỗi làm sạch kéo dài của chính quyền độc tài quân sự Hàn Quốc. Ngày 5 tháng 10 năm 1976, truyền thông Thái Lan tường thuật về một vở kịch do các sinh viên đại học Thammasat dàn dựng trong một cuộc biểu tình, được cho là có cảnh giả treo cổ Thái tử Vajiralongkorn. Phản ứng trước tin đồn này, quân đội, cảnh sát và dân quân Thái Lan đã bao vây đại học tuyên bố rằng sinh viên là những tên cộng sản nổi loạn. Rạng sáng ngày 6 tháng 10 năm 1976, sau khi cảnh sát trưởng Bangkok ban lệnh tự do khai hỏa, họ nã súng ồ ạt vào khuôn viên bằng súng trường M16, súng cạc bin, súng ngắn, súng phóng lựu và thậm chí là súng không giật cỡ lớn. Những sinh viên lặn dưới sông South Fair đã bị các tàu hải quân bắn, những người đầu hàng thì bị treo lên cây đánh đập, khiến nhiều người thiệt mạng, một số khác thì bị thiêu sống. Dù rằng bối cảnh chính trị mỗi nước khác nhau, nhưng khó có thể chấp nhận được những biện pháp làm sạch mà băng đảng Việt Tân đang ca ngợi. Liên hệ với tiền thân của băng đảng Việt Tân là băng đảng Hoàng Cơ Minh hay những hoạt động hiện nay của họ đều sử dụng hay ngấm ngầm tiếp tay cho biện pháp khủng bố, thổ phỉ bằng vũ trang, hòng ảo tưởng lật đổ chính thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đến nay, họ vẫn tôn thờ Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân là anh hùng vị quốc vong thân. Khi Việt Tân đăng bài nói trên, mặt nạ của họ đã rớt xuống. Điều đó cho thấy họ chẳng hề có lý tưởng dân chủ, nhân quyền như tuyên bố. Họ chỉ là một đám tàn quân nấp sau lưng ngoại quốc để đợi báo thù và giành giật quyền lực.